Thìn đang là cái tên được nhắc nhiều những ngày qua khi tranh chấp về quyền sử dụng thương hiệu nhượng quyền mang tên Phở Thìn 13 Lò Đúc. Điểm cốt lõi của những tranh chấp là vấn đề quyền sở hữu nhãn hiệu. Đây cũng là bài học đắt giá cho nhiều thương hiệu ở Việt Nam trong việc chậm trễ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm. Tính đến nay, tên gọi Phở Thìn xuất hiện trong 13 đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Trong số đó, có duy nhất chủ đơn là ông Bùi Chí Đạt, được biết đến là Phở Thìn Bờ Hồ, được cấp văn bằng bảo hộ, còn lại vẫn đang trong tình trạng đang giải quyết. Trong đó có Phở Thìn 13 Lò Đúc, Hà Nội. Đây là địa chỉ yêu thích của thực khách trong và ngoài nước hơn 40 năm qua. Trong cuộc chiến này, tôi đã lường trước mình sẽ mất nhiều hơn được. Cho đến cuối cùng, tôi chỉ có một mong muốn tha thiết là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thành công cho thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc, và thương hiệu Phở Thìn 13 Lò Đúc không bị lợi dụng cho mục đích riêng của bất kỳ ai. Cái điều này tôi cũng là một cái thiếu sót cá nhân của tôi thôi. Thế thì đến lúc tôi nhận ra thì nó cũng hơi muộn, nhưng mà vẫn có đi làm. Tôi đã tìm thấy cửa hàng Phở Thìn 13 Lò Đúc trên danh sách địa chỉ hàng ăn nổi tiếng tại Việt Nam. Với hương vị của món phở ở đây rất đặc biệt, tôi sẽ giới thiệu bạn bè tới đây để thưởng thức. Tôi được giới thiệu ở Sài Gòn vô, nhưng vô đây thì cũng nghe món này nổi tiếng, cũng hỏi nhiều người, người ta giới thiệu Phở Thìn nổi tiếng gì kia nên cũng muốn ghé ăn thử. Trước Phở Thìn, trong lĩnh vực về nhà hàng, có nhiều vụ tranh chấp xử lý xâm phạm nhãn hiệu đã được đưa ra giải quyết bằng các biện pháp khác nhau. Từ thực tế tranh cãi liên quan đến thương hiệu Phở Thìn, có thể thấy giá trị của quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam thường không được đánh giá đầy đủ và tiềm năng của quyền sở hữu trí tuệ cũng chưa được các doanh nghiệp nhận thức đúng mức. Khi mà chưa đủ, mô hình kinh doanh chưa đủ tốt, chưa đóng gói tất cả những cái mảng khác liên quan đến về mặt ẩm thực đủ tốt, thì đừng vội nhượng quyền vội, hãy cứ làm chuẩn chỉnh trước, sau đó nhượng quyền. Thì đi như vậy nó sẽ tốt hơn rất là nhiều cho cả bên bán nhượng quyền và cho cả người mua nhượng quyền. Ở Việt Nam cũng như trên thế giới thì người ta luôn áp dụng cái nguyên tắc ưu tiên. Đơn vị nào, doanh nghiệp nào đăng ký trước sẽ được ưu tiên. Tức là người ta áp dụng first to file, ưu tiên cho người đăng ký trước. Luật sư khuyến cáo với các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp ngoài việc phát triển kinh doanh của mình cũng nên chú trọng đến việc phát triển thương hiệu để tránh trường hợp khi mình đã phát triển thương hiệu của mình rồi mà không hiểu biết luật pháp, không đăng ký mà bị các đơn vị khác đã đăng ký trước sẽ dẫn đến những rủi ro và những thiệt hại rất lớn cho mình. Việc Phở Thìn 13 Lò Đúc tồn tại nhiều năm qua nhưng chưa có đăng ký bảo hộ nhãn hiệu khiến gây ra lùm xùm, tranh chấp là thực trạng khá phổ biến của các hộ kinh doanh tại Việt Nam hiện nay. Những chủ cửa hàng này sẽ mất đi hàng rào bảo vệ pháp lý. Và Phở Thìn là một bài học cho các doanh nghiệp chỉ quan tâm đến doanh thu, lợi nhuận mà quên đi quyền nhãn hiệu và thương hiệu của mình. Sau Hà Nội, hôm nay chương trình Hộ chiếu Logistics Thế giới đã được khởi động tại thành phố Hồ Chí Minh. Hộ chiếu Logistics Thế giới WLP là một sáng kiến toàn cầu do Dubai dẫn đầu, được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho dòng chảy thương mại thế giới. Từ tháng 5 năm 2021, Việt Nam đã trở thành một trong 29 thành viên hub của Hộ chiếu Logistics Thế giới. Điều này đã mở đường cho hệ sinh thái Logistics Việt Nam tham gia vào hệ sinh thái Logistics toàn cầu, cũng như mạng lưới các thành viên của WLP. Đến nay, 22 doanh nghiệp của Việt Nam đăng ký tham gia là thành viên của chương trình WLP. Theo đó, các sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam khi được UAE cấp WLP đều sẽ được tạo thuận lợi và hỗ trợ về thông quan, miễn thuế hàng không, giảm thời gian kiểm tra và đưa lên phương tiện vận tải nhanh chóng, giảm thời gian lưu kho lên đến 48 giờ. Hàng hóa có thể được thông quan trước khi đến cảng, nhờ đó tiết kiệm thời gian và 40% chi phí vận hành. Sau 2 tháng triển khai, cổng báo cáo dự án có dấu hiệu lừa đảo của Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tiếp nhận nhiều ý kiến đóng góp từ phía cộng đồng. Theo đó, trong số gần 20 dự án được ghi nhận cảnh báo có dấu hiệu lừa đảo, thì có tới 70% dự án đến từ các lập trình viên Việt Nam. Nhiều nhóm lập trình đang làm các dự án ứng dụng công nghệ blockchain có gắn token tại Việt Nam, thậm chí đã chủ động báo cáo token của mình để được các chuyên gia VBA phân tích, giám sát. Mặc dù token chưa được coi là các tài sản số tại Việt Nam, nhưng việc minh bạch từng bước quá trình huy động vốn qua token sẽ giúp các nhóm phát triển ứng dụng công nghệ tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Bất kỳ ai muốn kiểm tra tính minh bạch của một dự án token coi có thể truy cập website blockchain.vn, nhấn vào nút báo cáo lừa đảo để chia sẻ thông tin về dự án token coi muốn báo cáo giám sát. Mới đây, do khó khăn về đơn hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Bouygues Việt Nam đã chấm dứt hợp đồng lao động với hơn 2.300 công nhân. Lao động bị cắt giảm được hỗ trợ 0,8 tháng lương cho mỗi năm làm việc.
mức cao nhất nhận là 379 triệu đồng, thấp nhất 12 triệu đồng. Theo luật thì sau khi nhận số tiền trợ cấp này, công nhân bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân trên tổng tiền hỗ trợ. Tuy nhiên, theo đại diện Ban Chính sách Pháp luật, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc thu thuế đối với khoản trợ cấp này trong khi công nhân gặp khó khăn, mất việc làm là chưa nhân văn. Tổng số tiền công ty Puyuan hỗ trợ cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng là khoảng 275 tỷ đồng. Với từng trường hợp, khoản trợ cấp vượt mức quy định sẽ bị tính thuế thu nhập cá nhân 10%. Theo quy định hiện hành, khoản trợ cấp thôi việc chi trả theo luật bảo hiểm xã hội và bộ luật lao động sẽ không tính vào thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, Puyuan đã trả một khoản ngoài quy định nên phải tính vào phần thu nhập chịu thuế. Từ trường hợp cụ thể này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị xem xét việc không thu thuế thu nhập cá nhân 10% đối với khoản tiền doanh nghiệp hỗ trợ công nhân nghỉ việc, mất việc làm. Nếu chúng ta cứ dựa vào các cái quy định của luật thuế để mà áp dụng một cái trường hợp này thì có thể nói là chúng tôi thấy thì rất là phản cảm. Chúng ta biết rằng cái thu nhập của người lao động hiện nay thì hầu như chịu đủ trang trải cuộc sống. Thế thì cái khoản tiền này thực chất là để duy trì cho họ cái cuộc sống khi mà họ chưa tìm được việc làm. Trong những trường hợp này chúng ta phải có những chính sách đặc biệt để mà không thu được cái phí này. Bởi vì có lẽ cái thu được từng này nhưng mà cái mất niềm tin đối với cái sắc các cái xuất thể và cái tính nhân văn của đó thì có khi nó lại tác dụng tiêu cực hơn rất nhiều đối với cái khoản thu mà chúng ta thu được. Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từ tháng 9 năm 2022 đến hết tháng 1 năm nay, có khoảng 1.300 doanh nghiệp gặp khó khăn, cắt giảm đơn hàng nên phải giảm giờ làm của hơn nửa triệu người lao động. Số lao động bị ảnh hưởng phần lớn ở các doanh nghiệp FDI chiếm 75%, tập trung trong 3 ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ và chủ yếu ở các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam.